Chào các bạn, tên tôi là Quân Nguyễn. Đề tài hôm nay là Interactive Drawing. Trong bài này thì tôi sẽ dùng con chuột để vẽ. Và đồng thời tôi cũng sẽ xài ngón tay để vẽ trực tiếp trong màn hình luôn. Đây, tôi sẽ vẽ bằng con chuột. Tôi bấm con chuột xuống và tôi kéo nó đi và tôi nhả nó ra. Bây giờ đó thì tôi sẽ xài đầu ngón tay và tôi sẽ trực tiếp thẳng vô màn hình luôn. Con mắt, mũi, miệng. Này là bằng vẽ bằng finger, là bằng đầu ngón tay. Đây là bài số 1. Trong bài này đó thì mình sẽ bằng con chuột thôi. Bài này thì bạn cần khoảng chừng 30 câu line of code. Đây tôi đang vẽ bằng con chuột. Mỗi lần vẽ đó, nếu bạn để ý đó thì tôi sẽ có cái màu mới, màu khác nhau. Màu này rất ngẫu nhiên. Tôi bấm xuống. Tôi kéo con chuột đi. Tôi nhả nó ra. Ở trong bài này đó thì mình sẽ xài lệnh Add Event Listener, nghĩa là nghe. Khi mà bạn bấm con chuột xuống đó thì lệnh này nó sẽ nghe bạn muốn làm gì. Đây là mouse down. Khi bạn bấm con chuột xuống đó thì cái function này sẽ được chạy, và khi bạn di chuyển con chuột đó thì EV Move function sẽ được chạy. Và mouse up là khi con chuột bạn nhả con chuột ra. Đây là function EV down. Bạn để ý nhé, ở trên đây đó thì bạn không có cái parameter nào, dưới đây bạn có cái EV. Khi mà bạn làm add event listener, cái event nào đó là cái script nó sẽ hiểu là bạn sẽ làm cái event. Sau đây là EV. Việc đầu tiên là bạn để cho cái biến start true. Start này đó là nói là tôi bắt đầu sẽ vẽ. Và lệnh thứ hai, lệnh này đó sẽ nói, sẽ tìm ra cái màu ngẫu nhiên cho bạn. Lệnh begin path là bạn bắt đầu nói là tôi sẽ vẽ. Việc đầu tiên là lệnh đầu tiên là move to, là bạn bắt đầu, khi mà tôi bấm xuống là bắt đầu vẽ từ chỗ đó. EV paste X and paste Y, đây là vị trí của con chuột. Tôi có thể xài lệnh khác, chẳng hạn như là lệnh laser cũng được. Nhưng mà ở đây đó, tôi muốn, khi mà tôi thử đó, tôi muốn thử cho Chrome, Safari và Internet Explorer thì tôi nên xài Page X. Thử coi cái này có chạy hay không. Vẫn chạy. Đây tôi chạy bằng Safari Browser. Mỗi lần bạn bấm đó thì nó có màu mới, là cái lệnh này Stroke Style. Đây là cái lệnh này, nó sẽ làm cho bạn có cái màu ngẫu nhiên. Function EV Up đó là khi tôi nhả con chuột ra. Vì khi tôi nhả con chuột ra tôi không muốn vẽ nữa thì tôi để cái biến bằng False. Thì khi tôi bấm con chuột xuống thì tôi để bằng true là tôi bắt đầu vẽ. Khi tôi có nhả con chuột ra tôi để bằng false là tôi ngừng vẽ. Còn function EV move đó là khi tôi di chuyển con chuột chuột. Khi tôi muốn vẽ đó tôi cái biến start nó phải bằng true hay là bằng một thì tôi mới vẽ, nếu mà không thì tôi sẽ không vẽ. Và tôi sẽ xài command line to. Line to là bạn vẽ từ line này tới line kia. Nếu mà bạn vẽ cái line này nhỏ thì bạn vẽ hình gì cũng được. Đây là vị trí con chuột khi bạn đang di chuyển. Là CTX stroke là tôi vẽ thực sự.
Nếu bạn để ý đó, muốn vẽ làm cái trên màn hình đó bằng con chuột đó thì nó lấy khoảng chừng có 30 câu thôi. Bây giờ tôi sẽ cộng thêm làm sao bạn muốn vẽ bằng ngón tay. Thì tương tự, trong khi lúc trước thì mình làm mouse down, bây giờ đó thì mình cũng cộng thêm ba lệnh này nữa là task start, task move and task end. Nghĩa là ba cái lệnh này nó cũng tương đương với nhau. Rồi khi mà task start đó thì tôi sẽ gọi lệnh ET down. Thì hai cái lệnh này ET down mới là E down đó thì tương cũng gần giống nhau thôi. Bây giờ thì để tôi để riêng nó ra thì mai mốt tôi có thể nhập hai cái hàm này lại với nhau cũng được. Đây là E E down. Giống lần trước. Ở trong bài 1 này đó thì tôi có thể xài con chuột để vẽ gì bằng ba lệnh này đây: mouse move, mouse down, mouse up, và ngược lại tôi có thể làm bằng tay, xài bằng ngón tay vẽ nó đây bằng ba lệnh này. Việc đầu tiên trong cái function ET down này đó thì tôi sẽ xài cái lệnh event pre prevent default. Nếu bạn không để lệnh này ra đó thì nó có sẽ rắc rối cho bạn. Cái lệnh này đó nói bạn là chỉ khi mà bạn bấm tay đó ở trong cái canvas, nó sẽ vớt trong canvas thôi. Start true là bạn bắt đầu vẽ. Stroke style là mỗi lần tôi bấm nó hay là tôi chỉ ngón tay, tôi sẽ có cái màu mới. Hai lệnh này khác nhau đó là cái đây là khi mà bạn muốn tìm vẽ vị trí con chuột đó, bạn phải xài lệnh e target touch 0 page x. Khi bạn dùng bằng ngón tay đó, bạn có thể xài nhiều ngón tay nhưng mà đây mình chỉ lấy một ngón tay nên bạn để bằng 0 thôi. Tương tự trong cái function hàm emove đó thì tôi để etmove đầu tiên. Prevention là bạn nói là tôi sẽ khi mà tôi chỉ ngón tay trong canvas là nó sẽ áp dụng trong canvas thôi. Và đây là vị trí của con chuột khi mà bạn dùng ngón tay. Bạn nếu mà bạn nhìn cũ là khi mà bạn dùng con chuột đó thì bạn xài e page x, e page y. Còn ngón tay thì bạn sẽ xài e target 0, tại vì mình muốn chỉ lấy một cái ngón thôi. Nếu mà bạn có 5 ngón thì bạn có thể 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng bây giờ mình chỉ xài một ngón thôi. Muốn cộng vô vẽ bằng ngón tay thật ra cũng không có gì như bạn thấy đó. Tôi cộng lên thêm khoảng chừng đâu 20 câu line of code thôi. Thì tôi có thể vẽ bằng con chuột hay là bằng vẽ đầu ngón tay. Ở trong đây đó thì tôi xài Safari. Bây giờ tôi muốn làm cho cái Chrome nó cũng chạy giống nhau. Nhưng mà khi mà tôi muốn làm cho Microsoft đó thì tôi phải làm gì khác. Đây là bài số 3. Đây là bài số 3. Ở trong số 3 này đó thì tôi có cộng thêm cái if window navigator bằng ms pointer enable đó. Đây là nói là nếu mà bạn xài Internet Explorer 10 trở lên nha bạn nhé, thì bạn sẽ có lệnh riêng ms pointer down, ms pointer move, ms pointer up. Microsoft đó thì nó đã làm khi khi mà bạn làm cái này đó, bạn không cần biết là tay ngón tay hay là con chuột thì Microsoft nó integrate này rất là good rồi, rất là tốt, nên bạn không có cần như là khi mà bạn xài bằng Safari hay là Chrome. Đây là phần cho Microsoft, đây là phần cho Chrome và Safari. Bạn để ý đó, Microsoft chỉ bạn chỉ cần ba lệnh thôi.
và Chrome and Safari bạn phải cần 6 lệnh. Nếu bạn để ý đó thì mấy cái hàm này đó thì tôi xài cho EV, E, E down, E move, E up thôi, chứ không có ET như lần trước nữa. Tôi quên, khi mà bạn làm trong Microsoft cho cái touch screen, khi mà bạn muốn xài ngón tay đó, bạn luôn để nên cái lệnh này vô. Bạn phải cần để vô, nếu bạn không cần vô thì ngón tay nó sẽ không có chạy như bạn muốn. Ở trong đây đó, bên tay phải đó thì bắt đầu tôi chạy bằng Internet Explorer 10. Đây tôi xài con chuột. Và đây tôi xài ngón tay. Và tương tự, thí dụ tôi muốn làm trong Chrome. Đây là Chrome. Tôi xài ngón tay. Ở đây tôi xài một con chuột. Đây tôi sẽ xài bằng Safari. Con chuột. Bằng ngón tay. Nếu bạn để ý đó, trong mấy bài này đó thì mà khi mà tôi bấm con chuột xuống hay là bấm tay xuống đó, thì tôi có màu khác nhau mỗi lần. Thí dụ tôi muốn lựa màu thì sao? Thì trong bài kế tiếp đây, đây tôi có để lệnh pick color vô. Đây thí dụ tôi lấy màu đỏ để ok, thì tôi sẽ vẽ bằng màu đỏ. Thí dụ màu xanh sẽ ok. Ở dưới đây màu xanh thì bắt đầu tôi vẽ màu xanh. Nếu tôi lấy màu trắng thì tôi sẽ xóa. Muốn lựa màu đó thì bạn chỉ cần để lệnh này vô thôi. Input type color. Bạn nên để ý type color. Rồi bạn cho nó ID. Còn khi xuống dưới, khi bắt đầu bạn bấm con chuột xuống đó thì lúc trước thì bạn lệnh này cho ngẫu nhiên, bây giờ bạn sẽ xài lệnh document get element my color là cái ID của cái lệnh input type color này đây. Đây là my color. Bạn chỉ cần làm vậy là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã để thời gian coi video này. Hẹn các bạn trong video tới.